Chào tất cả các bạn nhé. Làm thế nào vận chuyển được cây giống đi xa à, cái thắc mắc lâu nay của Chimmy Farm thì cái thời gian vận chuyển cây giống đến tay của người trồng là thời gian rất quan trọng. Thì trước đây thì Chimmy Farm cũng cung cấp giống nhiều cho các đơn vị nhà vườn, là cái làm vườn vừa lớn nên là thường mình sẽ sử dụng xe tải. Thế nhưng mà đối với các đơn hàng nhỏ lẻ đi về các tỉnh ấy, thì nó cũng đang hiện tại đang gặp khó là thời gian vận chuyển nó thường nó phải từ 3 đến 5 hôm. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ xem là cái cây giống mình để trong một cái thùng, một cái hộp cát tông như thế này. Đấy, một hộp cát tông như thế này khoảng khoảng 5 hôm thì cây giống sẽ trông như thế nào. Thì hôm nay đã là ngày thứ 5 của nó rồi thì mình sẽ thử xem. Nếu mà mình cũng rất là mong muốn là cái cây mà để 5 ngày trong hộp này nó vẫn còn đủ cái sức sống để có thể trồng được. Thì nếu mà thí nghiệm thành công thì sau này thì những cây giống của Chimmy, các bạn mà muốn trồng cây dâu ở tại nhà, muốn trồng thử với số lượng nhỏ như cái thùng này mình đựng 30 cây, thử xem là nó có ok hay không. Nếu mà nó còn sống, sức sống còn ok thì mình sau này mình sẽ ship cây qua đường bưu điện cho các bạn để các bạn có thể trồng với sự hướng dẫn của Chimmy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử nhé. Đây, thùng mình hảo hảo 30 cây. Mình thử cui xem. Mình cũng đóng gói nó khá chặt bằng túi bằng túi bóng. Sau này nếu mà các bạn mua hàng của Chimmy, mua cây giống của Chimmy thì trong này nó sẽ có một tờ giấy, một tờ hướng dẫn cách trồng. Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc dâu tây để làm sao nó ra quả. Đây là cây giống dâu tây sau 5 ngày ở trong thùng. Đây, nhìn cảm quan thì các bạn nhìn cảm quan không? Đây, về cảm quan ấy thì cây dâu lá nó già hơn. Lá già hơn nó có dấu hiệu là bị úa như thế này. Nhưng mà đây chưa phải là vấn đề to lớn nhất. Thử xem là cây mình thử lôi ra cho này. Đây. Đây là một cây dâu để 5 ngày trong thùng cát tông. Các bạn có thể thấy cái lá già của nó đã vàng. Lá già đã vàng. Lá xanh. Lá những cái lá xanh còn tương đối. À, lá xanh đây, lá xanh nó vẫn khá là tương đối. Dập về dập, tại mình để trong thùng cát tông mình không di chuyển nên là cũng chưa có xuất hiện tình trạng dập và các cái lá vẫn là xanh, cọng lá vẫn là xanh, cái cọng lá vẫn là khá là xanh. Đó, cọng lá xanh như này thì về cảm quan đấy, vừa mình cảm quan về cái cành lá thì nó chưa bị dập, nó vẫn còn xanh. Lá vẫn còn xanh tương đối. Thì những cái lá già khi mà nếu mà lá già nó bị vàng thì mình có thể bỏ đi. Đây là cây thứ hai mà mình lôi ra khỏi bầu. Thì trong 5 ngày mà mình để trong cái thùng cát tông này thì đã xuất hiện lá lon ở bên trong. Đây, đã xuất hiện một cái lá lon ở đây. Đó, lá vẫn còn khá là xanh. Lá vẫn còn xanh. Đấy. Tùy theo mức độ vận chuyển của đơn vị vận chuyển mà có thể là xuất hiện dập, cái đấy thì khó tránh khỏi. Vận chuyển khoảng 5 ngày thì về thì mình thử kiểm tra xem rễ cái cây như nào. Đây, ví dụ các bạn nhìn thấy rễ cây vẫn còn khá là trắng. Đấy, đấy rễ cây khá là trắng, các bạn nhìn thấy đây là màu trắng trắng này. Đấy, nó đang đâm ra. Nên mình sẽ kiểm tra xem. Đây, cái rễ của cây, những cái dấu hiệu là rễ còn cái rễ tơ này còn trắng thì sức cây vẫn còn tốt này. Các bạn nhìn thấy đấy, trong 5 ngày mà rễ cây vẫn còn nguyên như này, vẫn còn trắng như này thì sau khi các bạn trồng ra thì cây sẽ phát triển mạnh. Bây giờ mình sẽ thử tiến hành lấy tất cả ra nhá. Bây giờ mình vừa lấy mấy cây ra, bây giờ mình sẽ tiến hành lấy tất cả các cây trong cái thùng cát tông này ra xem thế nào để xếp trước các bạn.
Đây. Mình khá là hồi hộp tại vì đây là một thí nghiệm mà mình cũng từ ấp ủ từ lâu rồi. Cái cây dâu tây mà được rất nhiều các bạn quan tâm để trồng tại nhà, đến mùa trồng tại nhà đây. Mùa trồng tại nhà. Thì các bạn thường là trồng với số lượng nhỏ lẻ nên là dẫn tới là thường phải vận chuyển qua cái đường xe khách. Xe khách thì nó phải tiện bạn nào mà tiện tiện gần cái xe khách đi qua, còn nếu mà bạn nào không cần tiện đường xe khách đi qua thì buộc phải chuyển qua đường bưu điện. Đây, cũng sắp xong rồi, mình có thí nghiệm 30 cây trong một thùng thôi. Đây là hai cây cuối cùng rồi. Ok, vậy là tất cả các cây mà trong thùng thì mình đã lấy ra. Các bạn có thể thấy là cây nó sẽ xuất hiện những cái lá vàng như thế này. Đây, lá vàng như này thì các bạn có thể bỏ nó đi để trồng luôn được. Đây, những lá vàng mà bị vàng bị úa như này, đấy, thì bỏ nó đi. Hãy bỏ lại đi. Như vậy những cái lá xanh vẫn còn ok, rất rất ok, rất rất ok. Đây, cây này thì các bạn trồng xuống thoải mái, thậm chí có cái cây con như thế này. Ok, vậy thì về mặt đánh giá cảm quan ấy, thì sau 5 ngày mình để cây dâu tây trong cái thùng cát tông này thì những cái lá già sẽ chuyển sang màu vàng. Đấy. Thỉnh thoảng thì bên trong cái một số bầu sẽ cái lá non sẽ xuất hiện. Lá non của cây dâu tây sẽ xuất hiện. Rồi rễ của cây dâu tây thì vẫn đâm chồi, đâm 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 mạnh hơn trong bầu. Đánh giá tổng quát lại thì khả năng sau 5 ngày mà trồng cây dâu 5 ngày vận chuyển trồng cây dâu tây này xuống vườn thì các bạn vẫn trồng cây dâu tây thành công. Và cây này vẫn có đủ sức sống. Ok, chúc tất cả các bạn có một cái mùa trồng dâu tây thành công. Bạn nào yêu thích cây dâu tây thì cứ gọi điện hoặc là nhắn tin qua fanpage, qua YouTube của Chimi để mình có thể vận chuyển cây dâu tây đến tay các bạn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn. Nhớ subscribe kênh của mình. Đăng ký để nhận được nhiều hướng dẫn. Cảm ơn.